Xin chào các bác, em lên sóng một con điều hòa của hãng Corona. Các bác nào chưa đăng ký kênh thì các bạn đăng ký kênh để cập nhật những cái clip mà mới nhất nha, những cái mặt hàng mà em đăng lên. Khi các bác đăng ký thì các bác sẽ thấy được thông báo, mình sẽ cập nhật được hàng thường xuyên. Hôm nay em lên sóng một cái chiếc điều hòa Corona, các bạn này, của hãng Corona nhé, có cả ion nhé, đồng ion này. Chạy rất là êm luôn, độ lạnh sâu. Ion con này. Đấy, con này thì đời rất là cao, đời 2017 cơ, như mới. Con này đời 2017 nhá. Long lanh luôn. GA410A. Đấy. Đời cao thì đương nhiên giá nó cũng sẽ cao đấy. Con này là 4 triệu rưỡi các bác nha. Đấy. Năm ngoái cái tầm tháng 5, tháng 6 năm ngoái, con 2007 bán 5 triệu, bây giờ vẫn còn 4 rưỡi, vẫn còn đang rất là rẻ. Đấy. Rất là đẹp, một con máy hình thức thì không có gì chê rồi, đời cao. Máy thì 4 triệu rưỡi đi kèm điều khiển đa năng. Còn các bạn nào thích zin, em có điều khiển zin nhé. Cộng thêm 500 nghìn thì sẽ có điều khiển zin này. Ngồi ở đây lạnh quá, lạnh buốt luôn. Có cổng ion diệt khuẩn, lạnh buốt các bạn, êm thật. Corona mà, virus Corona hiện nay đang hoành hành rất là nhiều. Em lại bán điều hòa Corona thì hơi buồn cười. Thế nó mới lạ, máy dàn nhất như mới này. Con này là hệ thống tự tiêu nước, có cái quạt té đây nó tự tiêu nước các bạn nhé. Đây là cái cửa thoát khí nóng của cái dòng điều hòa cửa sổ này. Bên Nhật thì họ dùng cái máy này tương đối là nhiều. Thì cái không gian của họ rất là chật chội, không có chỗ để lắp cái cục nóng, họ dùng cái máy này rất là tiện. Một con máy xuất sắc đời 2017, giá 4 triệu rưỡi, chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Các bác nào chịu chơi các bác liên hệ nhé. Chào các bác.